đại thức hôm nay chúng ta học nó dẫn luôn nha. Đây là một hậu một trường hợp hậu phẫu ngày thứ ba của thủng dạ dày nha, được khâu lỗ thủng và rửa bụng và đặt dẫn luôn ở dưới gan. Hôm nay ta học cái dẫn luôn này thôi nha. Khám cái dẫn luôn này hiện ta trước tiên chúng ta khám, ta phải xác định xem dẫn luôn này đặt cái mục đích là điều trị hay là phòng ngừa ha, điều trị hay phòng ngừa. Cái trường hợp này là theo các bạn thì điều trị hay phòng ngừa một cái thủng dạ dày nha, khâu lỗ thủng đặt dẫn luôn ở dưới gan. Cái ống đặt cái chỗ đặt dẫn luôn đó nó nằm lân cận cái chỗ khâu lỗ thủng, nên vừa có đặt dẫn luôn dưới gan vừa có tác dụng điều trị vừa có tác dụng phòng ngừa. Nha, điều trị khi nào nó có cái vùng dưới gan nó bẩn quá, viêm nặng quá, giá mạch nhiều quá, tôi đặt để điều trị. Nha, còn nếu trường hợp tôi thấy cái chỗ khâu đó không có chắc, nó mở không bảo đảm, không chắc chắn 100% nó làm tốt, tôi đặt dẫn luôn này dẫn luôn phòng ngừa. Thì trường hợp này tôi nghĩ là dẫn luôn phòng ngừa, tại vì sao? Tại vì thấy dịch nó không ra gì hết, dịch không ra gì hết chứng tỏ là cái vùng đó nó tương đối nó sạch, cái gan nó tương đối nó sạch. Nha, ngày mình đi phỏng đoán thôi, còn chắc chắn là gì phải xem tường trình phẫu thuật. Muốn khám bệnh nhân hậu phẫu thì phải xem tiền đình phẫu thuật. Cho nên thầy như thế này là thầy giảng là cũng không đúng lắm. Nhưng bạn sau này bạn trình bệnh án hậu phẫu thì bạn phải xem rõ tường trình phẫu thuật. Nghe tuy nhiên có đặc điểm là gì? Một là dẫn lưu là trường hợp này thầy nghĩ là dẫn lưu phòng ngừa. Nghe tuy nhiên thấy ngày hậu phẫu thứ ba thấy cái dịch nó ra thấy gì sao? Ít thôi nhưng mà thấy gì? Thấy nó có gì thì bất thường, cái màu nó hơi sậm một chút. Hơi vàng sậm một chút xíu ha, hơi sậm. Dấu hiệu này cái dấu hiệu này là không phải là dấu hiệu an toàn, cũng không chắc chắn là dấu hiệu chứng tỏ nó có xì hay giò gì, hiểu vấn đề chưa? Dẫn đưa phòng ngừa thì mình xem cái biến cố nào, nếu có biến cố xảy ra thì nó xì hay nó giò chỗ khâu ha, thì lúc đó là cái dịch tiêu hóa nó sẽ đổ ra theo qua ống ra ngoài nha. Còn trường hợp này là sao, là chưa đến mức độ đấy nhưng mà cũng không phải là dấu hiệu an toàn, tại vì thấy cái dịch nó ra như thế này, như ra thế này là thầy nghĩ là nó đã có nó rỉ chút đỉnh qua cái chỗ khâu rồi, nên cho nên ta thay đổi thêm cái chỗ đấy nó là rỉ chút đỉnh thì có thể nó lành luôn, cũng có thể nó chuyển thành cái xì hay cái giò. Cho nên thấy như trường hợp như thế này là chúng ta phải thay đổi mỗi ngày nha. Nếu ngày mai ngày mốt mà nó hết ra dịch nó trong đó lại, trong và nó nhạt đi thì là tốt. Nha, còn nếu ngày bắt đầu ngày mai ngày mốt nó ra nhiều hơn, nó tuôn ra nhiều hơn mà chỉ màu xanh ấy, thì đó là đã có giò, xì hay giò. Ha, làm sao biết xì hay giò? Dịch nó ra dịch dẫn lưu, cái dịch nó dẫn lưu nó ra cạnh cái chỗ khâu nối mà nó ra dịch tiêu hóa thì chắc chắn là xì hoặc giò, chứng tỏ chỗ khâu nó chưa lành, đúng không? Làm sao biết được xì hay giò? Khám bụng bệnh nhân xem toàn trạng, nếu nó xì thì nó sẽ chảy hết cả trong bụng, trong đó cái chỗ rau dẫn lưu luôn. Còn nếu giò là sao, nó chỉ qua ống dẫn lưu thôi chứ nó không có tràn vào trong bụng, thì cái toàn trạng bệnh nhân, cái bụng bệnh nhân sẽ khác ha. Nếu giò thì không có cái biểu hiện của viêm phúc mạc, còn nếu xì thì có biểu hiện của viêm phúc mạc. Nắm được vấn đề chưa? Trường hợp này nếu có thì chớm thôi, mà cái chớm này cũng chưa chắc, cũng được khẳng định là giò hay xì. Mai thay giỏi, ai phụ trách phòng này. Rồi, mai thay giỏi báo cáo tôi biết được em diễn tiến ống này sao về mới học được. Rồi, sau đó.